Dạ chào mọi người, công ty Bình Dân đã có mặt tại quận Tân Bình, địa chỉ số 1033 Cách Mạng 8. Ủa mới hôm bữa khai trương chi nhánh quận 5 mà nay Company Bình Dân lại mở thêm chi nhánh mới ở Tân Bình rồi. Mà với ai chứ Company Bình Dân mình cũng không bất ngờ lắm đâu. Thiệt tình nói quán Company Bình Dân này đứng thứ hai thì không quán nào dám đứng thứ nhất đâu. Đồ ăn ngon thì có thừa, thực khách đang qua đều công nhận mà. Điều mình thích nhất ở quán là chỉnh chu đến từng công đoạn. Tới quán mà thấy máy khử khuẩn chén đũa muỗng nĩa là yên tâm phần nào rồi. Hôm bữa đi ăn chi nhánh quận 5, thấy bàn bên cạnh có thố cơm cháy úp ngược nên hôm nay nhất định phải gọi cho bằng được. Với cơm cháy thì mình gọi cá bông lau kho tổ, mắm cá lóc chân thịt bằm, đậu hũ mắm hành, tôm ram ba rọi, khô cá dứa chiên, rau thập cẩm xào tỏi, cuối cùng là canh chua cá bóp. Mình gọi những món hoàn toàn khác so với hôm bữa bên quận 5, tuy nhiên nó rất hợp với đĩa cơm cháy úp ngược này nha. Đồ ăn ngon sạch sẽ mà nhân viên nhiệt tình dễ thương thì thực khách chọn cơm niêu Bình Dân làm quán quen cũng không có gì lạ. Với cá nhân mình thấy món ăn ở quán quá ổn áp, giá cực kỳ hợp lý. Mình ghiền nhất là món mắm cá lóc chân thịt bằm này nè. Rồi tuy là mắm nhưng lại không quá mặn, lại còn kết hợp với thịt bằm và trứng muối nữa. Các món ram hay kho tộ của quán như là tôm ram thịt bằm, cá bông lau kho tộ thì phải nói là best seller luôn rồi. Mỗi chi nhánh đều làm theo công thức chỉnh chu của anh chủ, cân đo đong đếm để ra hương vị ngon nhất. Rồi khô cá dứa, tuy là khô nhưng lại không hề mặn tí nào nha. Bởi vậy khi ăn còn chấm với nước mắm chua ngọt nữa. Đậu hũ mỡ hành là món mà rần rần mấy bữa nay trên TikTok nè. Anh chủ cũng kịp đưa vào menu với canh chua cá bóp thì mãi đỉnh. Rau đa dạng từ bông điên điển, rau muống, rau nhút, bạc hà, thèo nèo, quá trời loại rau. Mà kết hợp với cá tươi nữa thì chịu gì nổi đây quán ơi. Cá khi đưa đến tay thực khách vẫn còn nguyên vẹn nha. Với đĩa cá bóp này cho thêm miếng ớt sắc và mắm mặn mà chiến thôi anh em.